Vampire xin kính chào quý vị. Khi mua bảo hiểm, quý vị nên mua thêm phần Uninsured Motorist UM. Khi bị tai nạn, nếu người đụng mình không có bảo hiểm hoặc bỏ chạy, quý vị có thể không được phần bồi thường cho thương tích cá nhân. Muốn thêm chi tiết xin gọi ngay cho Christine Long Pius. Tham khảo miễn phí, số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Website luậtsutainan.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida. Wow, hấp dẫn chưa? Không buồn quá. Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay về tới Florida đi thăm những người bạn của mình, những người bạn của ông xã mình. Thời gian thì rất là ngắn, rất là ít. Mà theo thì cả nhà cũng biết rồi, Uyên Quỳnh phải đi bác sĩ hết mấy ngày. Về Florida này chỉ có được có nhỏ dạng chỉ có tuần hơn, mà đi bác sĩ hết 2 ngày, còn 2 ngày đi mua sắm. Thì có hẹn để thăm những người bạn thân, những người bạn mà trước đây thì cũng không có gặp được nữa, cũng hết thời gian nữa. Thì Uyên Quỳnh xin chân thành tạ lỗi với những người mà Uyên Quỳnh đã hẹn tới gặp mà không gặp được. Hôm nay Uyên Quỳnh và cả nhà chúng ta sẽ đi thăm vườn, thăm nhà của một anh bạn của ông xã Uyên Quỳnh ở Florida. Vườn trái cây cũng rất là nhiều cây trái. Phía sau cả nhà có thể thấy là cây sòi rất là to luôn, rồi rất là nhiều cây trái nữa. Anh rất là vui vẻ. Đây là con đường chạy ngang thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Mỗi năm có rất là nhiều người về đây sinh sống. Hồi trước Uyên Quỳnh chưa dọn về Louisiana thì sống ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Ở đây một thành phố rất là sầm uất, rất là xinh đẹp, có rất là nhiều khu vui chơi giải trí. Cuộc sống ở đây rất là hối hả và dồi dã. Vì sống ở nơi này cũng khá lâu cho nên Uyên Quỳnh cũng có rất là nhiều bạn bè ở thành phố Orlando này, và ông xã của mình cũng thế. Trong thời gian về Florida chơi này, cả gia đình mình đó là dự định đi 10 ngày, nhưng mà vì có quá nhiều công việc riêng cho nên không có thể thăm hết bạn bè được. Hôm nay thì rảnh một ít thời gian nên ông xã mình đến thăm những người bạn thân thiết hồi xưa khi ông xã mình còn ở Orlando, Florida đó các bạn. Những người bạn rất là thân thiết và vui vẻ, nhiệt tình của ông xã mình. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng đến thăm nhà người Việt sống ở Florida như thế nào nhé. Có rất là nhiều cây trái. Hả? I want freezer. Đây, đây, đây. Rồi, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô cho mẹ quay. Đi vô đi, bước vô. Đi ừ, đừng có đạp. Anh ca chiếc này. Bên em đâu có đâu. Em kiếm 40-50 mà bên em đâu có. Còn có một chiếc của em thôi đó. Phí nó 70-30 ngàn, 70-30 ngàn phải mua chứ. Không có xe. Không có xe. Bán hết rồi. Còn có chiếc này thôi á. Hai anh. Hai ông chủ khỏe không? Ông chủ khỏe không? Rồi mới gặp lại ông chủ ha. Đúng rồi, em nói là đó là Orlando, Florida quê ông tổ. Dạ đúng rồi. Gặp lại anh ca dù ok. Anh làm ai? Bữa thân vui vẻ cũng là anh em và các bạn sẽ ở đây. Còn chiếc mẫu đó. Anh ra về đây. Không tự nhiên của em đi mình. Cũng như rất là vui. Dạ. Anh và Mỹ cũng rất là vui. Em muốn là về thăm anh làm rất là vui lắm. Qua bển rồi buồn quá.
lên mạng là chị xui. Chị xui. Lần đầu tiên ở Louisiana. Orlando. Tới Florida. Ok. Anh Xui đang nói với chị Xui á. Nói với chị Xui. Wow. Này nó không bắt nữa mà nó chơi quỷ một cái sai á. Ông chị đi đâu đi. Ở đây là khoa gì á. Không gà không có nghe chuyện luôn hả? Ở đây là... Những năm rồi tụi nó... Nguyên là anh này đẹp trai nhất ở trong cái bàn. Em mới nói là mình không có mâm con cậu này vậy đó. Dạ. Mình chỉ có như đây. Là vui rồi. Nó gồm giàu... vui vẻ. Dạ. Lâu quá rồi vợ chồng em với hai đứa cháu ghép nhà. Em mình không biết nói gì hết. Nhưng mà cái niềm vui thì rất là vui. Dạ. Cái như cái sự đồng góp lại cho anh em mình vui vẻ. Dạ, năm nào tụi em về đây cũng ghé anh hết trơn á. Sống rất là vui. Mình còn ở giờ cái tuổi thì nó hơi không phải mà nói là nó là trẻ quá hả? Còn tôi trẻ quá. Không phải nói trẻ trẻ không được. Mà nói là hay nói già là không được, nói là đủ trung niên bình bình vẫn vui vẻ. Em bốc ở dưới Louisiana nó về đây là điều rất vui, nhưng mà rất cảm ơn vợ chồng ghé thăm. Dạ không có gì anh. Nhưng mà điều còn biết nữa là cho anh cha là một bịch tôm, đó là tôm nào ở đâu cũng có đâu, nhưng mà cái tôm Louisiana là điều tôm rất tốt. Rất tốt cái là em mốt nó có cái tình, có nghĩa nó đánh từ ở ngoài biển nó vô rồi đem về đây, đó là đặc sản của Louisiana. Đó là quá đều biết rồi. Nhưng mà ngày xưa thì anh cũng ở dưới đó anh về. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh là về đây cũng cỡ 30 mấy năm rồi. Có khi nào anh quay quanh đó không? Chắc cũng có thể chắc tương lai anh qua về một chuyến. Dạ. Nhưng mà giờ anh chưa có hứa. Nhưng mà anh cũng ráng cố gắng để anh về lại cái quê hương, không phải quê hương Việt Nam mình là khác mà, nhưng mà quê hương ở Mỹ là đúng rồi. Ngày xưa là anh qua Mỹ là anh ở Houston. Uh-huh. Rồi sau này anh mới về lại Louisiana, lúc đó chú cầm bình chỉ có quê anh đi nãy anh nói anh kiếm bà vợ mà kiếm bà một cái nhịp cầu rất là chiên. À hả? Có nghĩa là một nhỏ là từ Louisiana tới Orlando. Dạ. Dạ. 30 năm rồi mới gặp lại người bạn mình. Vậy đó. Một cái gặp bà Xuân. Dạ. Vậy. Một cái kỷ niệm rất là người bạn mình là Louisiana là Ben. Ông hay. Đang đi làm ở Arizona. Arizona luôn mà nè, Texas từ Texas mua từ Abaso là Texas là sắp Arizona. Đến ngày hôm nay là người bạn mình là thằng Bình. Nay mình có vợ chú nó, mình là ba con rồi. Vậy đó hả? Đây là hai con rồi. Mà lần đầu tiên đến ngày hôm nay là 2023. Tổ chức là người ta là chúc mừng mừng với mình là hai người mất nhạm vợ hai đứa con không thấy luôn hả? Thứ hai nữa là anh ca nhớ nha, anh ca 2023 nha, người em tới thăm bà mời mình. Dạ. Một rất hay, rất hay. Chào chào mọi người. Dạ, chào chào mọi người. Vì cuộc sống nó đơn giản, nhưng mà cái tình thương thì rất là nhiều. Vô đây. Happy New Year. Happy New Year tại vô tại vô Happy New Year. Vô. Có giàu hay là có nghèo không chuyện là vấn đề. Dạ. Nhưng mình gặp nhau vẫn là anh em. Dạ. Nghĩa là mỗi như là anh em. Một ly bia, một ly rượu. Mình chúc mừng sức khỏe hôm nay. Dạ. Và đón Tết ngày 2023 là anh em nhưng mà 30 năm anh em mới gặp nhau lại. Dạ. Quá mừng quá vui. Tại vì vợ chồng nó là về Louisiana rồi. Có tình thương là trở lại Orlando này ghé thăm anh em. Dạ. Ghé thăm anh với chị Nga Bình đó. Ngày hôm nay là chị Nga Bình. Dạ. Bà Bình mấy nhà gì nói nào nghe thì
tắt tắt mà chưa có tắt bóng bạc như cái tắt tay thôi anh cũng cái gì mà mình cũng chơi cho vui. Dạ đúng rồi. Còn hai nữ quý nữa thì có chị Xui. Có chị Xui. Hả? Nóng. Có chị Xui. Mà nãy có cui tiếng xuống hả? Có hả? Ngày hôm nay có chị Xui. Anh, em chị Xui. Chị Xui tên gì vậy chị Xui? Chị Xui là giới thiệu chị Xui tên gì? Chị Xui năm nay đẹp hơn năm trước. Không, lạ đó, lần nãy em đổi chị thấy lạ đó. À, cái đợt trước em đẹp đúng không? Đẹp á, rất là lạ, hồng bao. Bữa Nguyên nó ngồi kế bên, nó còn hỏi vậy. Chị muốn người nào mà mình làm mới. Khen nói yêu thương cho chị Xui. Có cái âm là mà đánh tàu cho nổi. Chị coi cái chương trình cũng Nguyên nhiều lắm, tự theo dõi 3 năm nay rồi. Wow, vậy mà chưa dám lên hả? Không, chị coi là không phải là chị tìm người. Không, mà có rồi. Thấy cưng dễ thương rồi chị coi. Em tưởng mà thấy chị thấy rồi mà chưa dám lên. Ở đó. Ủa rồi, trời ơi, là anh Du với chị Xui mà cả lại đây nè, không phải ngồi gần anh Xui được đâu. Nó trả lại anh Xui rồi biết đâu. Nè mà nói thằng xe rồi mà nếu mà trả lại cũng vui thôi. Chị mà trở lại chị không biết ngồi đây đâu. No. Tánh của người đó mà là không biết. Trời ơi, tánh người đó. Nói nghe tánh là coi hay, mẹ tánh có anh Xui là bao. Không ngoài vấn đề này chưa, anh giới thiệu anh tên gì, anh giới thiệu anh tên gì nãy giờ em chưa tên Nam. Dạ anh Nam. Nam đại gia của anh với Bình. Quay với Bình trước. Anh với Bình là ba mấy năm mới gặp nhau. Là mấy rượu không? Một người bạn từ Louisiana về đây thì mình hay hay đâu có nói. Thì là một người bạn nhưng mà nhiều khi mình uống vô một sót là lên đâu nghe hay là uống vô thì hết à. Một bà chị là chị Nga. Nga là người là chào chị, thăm chị nè. Chị Nga bạn. Dạ. Chị Nga bệnh. Rồi đây là chị Nga. Mà chị Nga sợ á, nhiều khi chị Nga lay em về dưới em bệnh nữa, khổ. Chị đang bệnh. Em tính là ngồi nói chuyện chút rồi em vô thăm chị. Thăm sao? Thì nó cũng là bôi ấy. Mình là bôi quá nhiều hơn đó luôn. Em đang review cuộc đời. Nói đi. Đây là best wife. Có nghĩa là lần đầu tiên tới Florida cũng là lần đến ngày hôm nay thì mới biết cái bữa tiệc ngày hôm nay không là sinh thoảng lắm, nhưng mà đem tới cái nồng ấm vui cho New Year ngày hôm nay. Thứ nhất, thứ hai nữa là 30 năm mới gặp lại vợ chồng Bình. Bình nghe không có gặp em. Bình hồi xưa nó độc thân. Yeah. Đến ngày hôm nay mới gặp làng Bình là 30 năm rồi mới gặp làng Bình. Wow, 30 năm hả? 30 năm rồi. Có hả? 30 năm rồi mới gặp. Đúng rồi, em. 30 năm rồi. 30 năm rồi. Ảnh là có hai mấy tuổi thôi hả? Đúng rồi. Bình nó còn trẻ mà. Đúng rồi, Bình nó còn trẻ. Nó về đây nó còn trẻ, nó còn đẹp trai con lành. Đến ngày hôm nay là Bình nữa. Một người bạn rất là thân thiện. Mình nói như vậy, rất là cảm ơn cái chuyện hôm nay là vợ chồng với Bình tới thăm tụi anh. Nhưng mà nhạc ca của chị Nga à, rất cảm ơn vợ chồng của Bình. Đúng không? Cũng là dẫu như vậy. Mong muốn là quay trở đi 23, 24, 25, 26 qua đây bằng. Thì là cuộc sống ở Mỹ nó vậy đó, rất đơn giản. Cuộc sống ở Mỹ nó đơn giản như thế này. Mình có gì mình ăn cái đấy. Giàu nghèo nó không là vấn đề. Giàu nghèo nó không là vấn đề. Thì gặp nhau có là bi rượu thôi. Dạ. Mở lời thăm vợ chồng Bình. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Còn anh ngồi các bên bên dây nè. Giới thiệu cho anh xíu đi. Anh này là tên Bánh Tét. Nếu đến Florida 32839 ship đăng ký với Ly Thanh vua Bánh Tét. Vua Bánh Tét. Tay trái còn tay phải thì làm thần tài. Wow.
Okay. Vô lại đi, vô lại, vô lại, vô lại. Cái mày này về. Ba, 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 Mô là kỷ niệm rất là sơ mộng. Có dịp nào mình về dưới nó đưa mình ra biển nó lộ, mình nó cào một giác là mình ngủ luôn. Đi ra biển chơi chiến. Ừ. Cái quần quên cái nhóm rồi. Về lịch sẽ ra, coi nhà đó là ba mẹ. Cái luôn chị. Rồi. Ô ba chị con. Rồi. Con giống cha bác cài. Bác cha là nhà bác bước mà. Hai chân hết. Ba cao. Tay vàng mừng. Dạ, ba ơi, ba ơi. Rồi, cảm ơn em. Happy New Year, Happy New Year chị ha. Dạ, cảm ơn em. Để cháu nghe em. Dạ, dạ. Chúc em sức khỏe nha. Cái vụ mà thôi đừng có mổ. Cảm ơn chị nhiều ha. Happy New Year. Happy New Year anh. Happy New Year. Happy New Year. Năm làm kiếp trò. Nói em thương nha. Ba chị. Họ bỏ mua bây giờ. Ngày nào đó tụi anh sẽ Luciana. Luciana thẳng tiếng phải không? Luciana thẳng tiếng thẳng. Nhưng mà nó vẫn đẹp á chị. Yêu ca mà. Mới nè, mới xíu đẹp là không có may nào tin. Cái màu này cũng đẹp quá. Dạ. Mà giờ tại vì trong đó có một chiếc này thôi, không còn cái sự lựa chọn. Nó có chiếc này thôi à. Em cũng thích màu này. Nhưng mà em thích 460 mà nó không có. Đi con. Đi đi vô con bay bay bác đi. Mua vé bay. Ôi được mua vé cà phê. Thích ăn quần đi không? Sure. Nó lẹ nữa. Ba không muốn ăn. Ba thì chưa đói. Hỏi mẹ mẹ không kìa. Ok. Sushi and Steakhouse. Mà tao chỉ vô đây à, cho con mày à. Wow. Đi đâu? $29 à. Ồ, có 29 đồng thôi hả? Đây à. 29 đồng. Con ăn hết bọc kia chưa? Hả? Ăn hết bọc kia chưa con? Gì vậy? Không gì, không nên chụp đói bụng hồn không? Đi ở đây ăn. Đói bụng hồn mày xỉu mày hả? Ăn french fry hơn với mẹ mà không muốn con. Sushi. We have open for chết mắt. Wow. Bùi cái tàu á. Yeah. Tàu hả? Yes, cái đầu tàu. Nhỏ lại. Thôi con kêu đi, kêu ăn chung đi. Ăn chưa mua đồ tàu á, tàu đi qua đây bữa á. Ừ, bùi cái tàu đi anh. Trăm mấy gì á. Có đồ miso soup. I'll have a Coke or Pepsi. Okay. You'll also have a water. He'll have a Fanta. Sprite. Sprite. He'll get a Sprite. Two water. Okay. Yeah, come here. Rồi, chơi cái này đi. Cái yeah, này how much vậy? $75. Ok, cái này đi. Rồi, với lại súp rồi. Cảm ơn nữa luôn á. Dạ, yeah, con có một chai này á. Ok. Súp ở trên đây mà. Con ngón rồi sao đủ? Hả? Special roll. Huh? Special roll là. Cưng của tôi, hai bộ cưng của tôi.
gọi cho đi lên nói. Quên nói vậy. Vì là salmon à. Salmon. Có salmon à. Đây có salmon à. Cái này là sushi này. Rồi chân nè, cream wrap rồi này sao không bỏ không bắt vô với thằng cha con mày sao cái gì vậy? Cua đây nè. Rồi chụp bỏ đó. White fish nữa nè, white fish ăn không? Macaron. Macaron shrimp nữa. Này hả? Macaron shrimp. Shrimp. Cái này là rau cải hiểu không? Cái gì? Là rau cải gì chứ? Nè. À. Oh, squid. Come on. Wow, look so nice. Okay. Hay đói đói chút ăn cho nó ngon. Rồi chú chu một nè một đó. Bảy cái chén xin cho đẩy vô cho ba đi. Đã chưa? Này là cua giả, cua chay, còn đây là tôm. Ở đây nè. Thank you. Ở đây là cá tuna, cá salmon. Wow, hấp dẫn chưa? Gà. Cái này mới, cho mẹ, cái này mới lắm á. Okay. Mẹ cho try này đó. Ok, được rồi, cứ từ từ. Ăn từ từ coi. Nó có ăn đi. Hết nha. Nó nói rồi là cơ nó món của nó có một chút ép thôi. Cái gì vậy? Hôm kia mày khoái lắm mày không ăn hả? Không buồn quá. Mà nói thôi bỏ đi con. Họ có bán pháo bông á. Kìa bánh bánh, ta còn bán pháo bông kìa. Trời ơi, đó nó chờ ta bán rồi kìa. Trời ơi. Giờ New Year rồi còn gì nữa.